Có hôm em mới thắc mắc, rõ ràng sếp bảo là không biết ăn sầu riêng, sao giờ lại ăn được? Thì sếp mới bảo, tại có người thích ăn. Hôm sau em đi làm, thấy trong ngăn bàn của em để sẵn một hộp sầu riêng, chẳng biết ai tặng, có thì em ăn thôi. Từ đó ngày nào em cũng có sầu riêng ăn đều đều, mà không phải mua. Em cứ vô tư, hồn nhiên vậy à, không có suy nghĩ nhiều. Cho đến một hôm vẫn có sầu riêng trong ngăn bàn, nhưng thêm một tờ giấy note, chúc em làm việc vui vẻ. Lúc em mang tài liệu lên bàn sếp mới ngớ người ra, chữ sếp ở tập tài liệu trên bàn giống hệt với trong tờ giấy note, bảo sao lâu nay sếp không khao cả phòng. Thế mà lúc em mang tài liệu lên, trông sếp rõ là tập trung, chẳng thèm nhìn em nửa cái. Thôi thì có qua có lại, từ hôm đó cô nhân viên lết mãi mới dậy đi làm, lại đến sớm nhất văn phòng mua đồ ăn rồi để vào bàn sếp. Chẳng biết sếp thích ăn gì, nên em mua mỗi hôm một món. Đi sớm lắm, có ngày gặp nhau, đang lén lén lúc lúc cầm hộp hoa quả cắt sẵn, thì sếp cũng cầm hộp sầu riêng đi vào. Thề khúc đó ngại chín cả mặt, gặp nhau luôn rồi, mày đặt cái gì nữa, đưa tay luôn cho nhanh. Rồi ai đấy phi về bàn cho đỡ ngại. Hai người cứ mang đồ cho nhau một tháng trời, hơn là không ai biết. Có hôm em hí hửng tìm trong ngăn bàn, thì thấy trống không, chẳng có gì cả. Tự nhiên thấy buồn buồn, muốn dỗi, tí về không chào sếp luôn, cho sếp biết đời. Hôm đấy em làm cố nên về muộn, lúc đó mọi người cũng về hết rồi. Ra đến cửa thì giật mình, sếp đứng lù lù ở đấy, tay còn giấu giấu cái gì đó. Mãi sau sếp mới dám đưa ra, còn gãi đầu, cho em, sầu riêng nhà ngoại anh tự hái.